Thảo Nguyên báo liền phát ba con cho anh em luôn. Đâu, đây là một con vừa xong là chấm trắng. Ôi, mình cân luôn, con này thì phải 4 năm rồi. Đâu nhỉ anh nhỉ, đây, ô, vừa bong anh. Ôi, con này bong con số 2. Con bên này lên chưa anh? Ô, lại bong lốt. Quá đấy Tùng à. Ôi, vừa dòng nhưng bong đóng cả ba con quật lên màn nước thế mà. Tùng cũng bị bong luôn à. Ôi, tưởng là báo luôn ba con bên này. Thế là ba con cùng lên đóng dòng phát thì được một con lên an toàn là con chấm trắng. Chấm trắng của anh em vừa lên xong. Chấm trắng á, chấm trắng thả tương đối lâu rồi. Từ trong làm chấm trắng ấy để đâu đấy? À bên đấy à. Có thể là buổi tối thì bắt đầu thấy tốc độ ăn khủng khiếp hơn nữa rồi. Ngày hôm nay lên quá, ngày hôm nay hồ dân hàng thì lên chậm thôi, còn hồ game thì lên tương đối đều trong cả ngày. Chấm trắng. Đây là con của anh em. Chuyên kiếp nhỉ. Chấm trắng. Đây một số gà chê của anh em đang ở đây rồi. Wow, chấm trắng. Béo thế, nhìn này. Xin chào Dương Đàng, xin chào tất cả các anh. Con này bị sốc một lần rồi, đứa đứt thẻo à. Còn thẻo à? Vẫn còn nguyên thẻo à? Nguyên thẻo à, bị sốc một lần. À, bị sốc, nhưng vừa lấy là ăn miệng luôn đúng không? Vâng. Ăn thẳng miệng luôn, con chấm trắng. Xin chào các anh Nguyễn Bá Thảo. Chào anh Đầu Xanh Hưởng. Hiện tại các anh ở hồ săn hàng và cả hồ game thì anh em vẫn đánh bình thường. Lấy bột đánh bao cá chép. Buổi tối nay thì khả năng sẽ là chép nó cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng hôm nay thì cũng đủ cả. Hôm nay có cả trôi, cả chấm trắng, chép, chê. Có chấm đen hôm nay chưa lên con nào đấy. Hồ bùi chấm trắng đi anh, ok anh em nhé, chấm trắng thì thoải mái thôi. À, xin lỗi, chấm trắng vừa hôm nọ xong. Cứ hôm mà thả cùng đánh game buổi tuần trước đi. Hôm nay là có mấy chục cân thôi. Chào anh Từ Hữu Thanh, tuyệt vời cá. Lên nhiều, cảnh buổi tối thật đẹp. Ok, xin cảm ơn các anh. Hôm nọ em lên chỗ anh đúng hôm đánh giải. Thế là không có được nữa. Anh Văn Dũng. Chắc hôm đấy anh em lên, hôm nay vào tối đánh giải nữa. Buổi tối vui vẻ nhé. Ok, xin cảm ơn anh Bùi Tiến Điệp. Bên này anh em cũng vẫn chê. Lên bên này thì vẫn ổn. Bên này có ba anh em một bờ bên này. Đây là Bùi. Các bàn bên kia cũng 7-8 anh em. Nó hiện tại ở Hồ Thảo Nguyên bây giờ đang còn 26 anh. Buổi tối thì vẫn diễn ra bình thường. Bởi vì Thảo Nguyên thả lượng cá liên tục và thông tin ngày mai Thảo Nguyên vẫn thả cá chép. Mai thì sẽ khoảng 2 tạ chép nhưng giờ toàn chép to thôi. Toàn chép to anh em săn cho sướng. Đen thì sang tuần bắt đầu thứ 2 Thảo Nguyên sẽ thả chấm đen với số lượng trong một tuần tới sẽ khủng nhất từ trước đến nay. Thông tin bật mí với anh em như vậy để các anh em chuẩn bị đồ đoàn săn hàng. Tính đến giờ Thảo Nguyên đảm bảo cơ sở chất rồi nên là cứ yên tâm thả cá thôi. Không có gì phải lăn tăn cả. Và sang tuần anh em sẽ chứng kiến màn thả cá chấm đen của Thảo Nguyên với số lượng khủng nhất từ trước đến nay. Từ trước đến nay thả nhiều nhất trong một buổi đó là 87 con chấm đen. Trong đó to nhất thả xuống hồ là 21,75 và lên an toàn 19,75. Tức là sau khi thả xuống nó bị ngót thì lên an toàn 19,75. Đó, còn 16, 17, 18 thì nhiều, không phải nói. Nhưng mà 19,75 là lên an toàn anh em nhé. Đó. Và thả xuống là 21,75. Đây, hiện tại buổi tối anh em săn vẫn quá đảm bảo. Cơ bản đồ đạc anh em chuẩn bị rất đảm bảo rồi. Đó. Và đặc biệt là xung quanh thì Thảo Nguyên đã trang bị hệ thống đèn điện chiếu sáng anh em. Đi lại thì quá là ok luôn. Đường bê tông, đường bê tông đảm bảo đấy, dày trắng như thế này nhưng chưa bị dính phát bẩn nào luôn. Đấy, vừa chạy đi ra nhé, anh em đây vừa chạy đi ra ngân chấm trắng đấy, anh em có thấy nó yên tâm chưa? Mưa bẩn không bao giờ sợ, có mưa nhưng mà dày trắng lõn luôn, không bị bẩn tí nào. Vừa anh em vớt chấm đen đây là chạy tít tận bên kia để xả cá. Ok, xin chào các anh. Đây, lại đôi giày trắng nữa, đi câu đi giày trắng anh em biết rồi, trắng lõn luôn, không bị tí đất luôn. Đây đi toàn bê tông này, đi xung quanh hồ là một toàn bộ bê tông, không bị dính phát đất nào anh em nhá. Phun luôn, tất cả ở xung quanh hồ đều là bê tông hết như này. Mà mưa này rất sạch sẽ, không có tí bẩn đất cát được
đâu cả. Trong cái thảo nguyên trải thảm cỏ chạy dài gần 100 mét nữa. Đây là sạch sẽ luôn, xung quanh hồ toàn bê tông sạch sẽ hết anh em. Đây là mưa gió này thì anh em chơi thảo nguyên thì không phải lo rồi. Đấy, mai thảo nguyên lại tiếp tục xuống chép cho anh em chiến đấu nữa. Và sang tuần thôi, thứ hai ai bắt đầu thảo nguyên sẽ xuống chấm đen, gần như là bồi cá liên tục, không phải lo gì cả. Chẳng qua là đầu tuần vừa rồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư thảo nguyên không bồi, là đang chạy hệ thống phần mềm để cho các em nó tập dượt thôi, thì thảo nguyên không bồi để vậy mỗi ngày sẽ giảm cái lượng các anh săn hàng xuống. Còn đến bây giờ trong mấy ngày hôm nay thì thảo nguyên lại trở về với form như bình thường, vẫn đón phục vụ các anh quá đảm bảo luôn. Hồ câu tuyệt vời quá anh Thắng ơi, xin cảm ơn anh Sen Bon Chen. Xin chào anh Hùng Đào, anh Niêm Tâm, anh Nguyễn Hữu Trọng, anh Thành Côn, anh Trường Hoàng. Anh Trường Hoàng bán cho con cá chấm đen để nướng. Ok anh nhá. Hiện tại thì không còn chấm đen rồi. Hôm nay ở bể cũng hết rồi, giờ ở đấy chỉ còn chép thôi anh ạ. Xin chào các anh, chào anh Ngô Đạo. Có cần em đưa lên anh Thắng mua cá không? À, chắc có nhiều anh em đang hỏi. Anh em đang chuyển đồ. Mình về hay chuyển chỗ đây anh? À, chuyển chỗ. Ok, buổi tối ở các bàn anh em vẫn săn bình thường. Đúng rồi. Chấm đen thì bị hết rồi anh em. Chấm đen bể không còn con nào nữa. Thì mai xem có anh em nào săn được, nếu anh em bán lại thì Thảo Nguyên sẽ báo cho anh em. Đây buổi tối anh em nhé. Nhưng mà sáng gần như ban ngày anh em săn vô tư luôn. Đấy, mưa lâm thâm nhẹ nhàng thôi. Nên là ủa, cả thả kiện thở khiếp. Có thể anh em vẫn dùng ô, cả không ô cũng được. Đấy, mưa rất nhẹ nhàng thôi. Không gian của Thảo Nguyên buổi tối. Anh Văn Vân Linh Phùng, em giải thích cho anh em hồ săn hàng và hồ thường như thế nào em? À, tức là hồ săn hàng và hồ game. Đây em đang đứng ở chỗ này nhá, bên tay phải là hồ gọi là hồ săn hàng. Săn hàng đấy thì em không biết là như thế nào, nhưng cơ bản là tức là thế này, ở trong cái hồ này thì nó cũng có nhiều cá to hơn, đặc biệt nó không có cá chê. Đấy, còn bên này là hồ game này. Hồ game này là có thêm thả thêm cá chê, có cả ít chim nữa. Tức là hai hồ lượng cá thả giống nhau, nhưng riêng hồ game thì có thêm cá chê. Đấy, vì hay tổ chức game, bởi vì game cá chê là đem lại cảm xúc cho anh em nhiều nhất và thả phát là chơi được ngay, tính game được luôn. Thế còn săn hàng ấy, tại vì là toàn chép chấm đen các thứ lên là nó cứ lên đều đều trong ngày. Còn nếu mà săn hồ game bên này, sau khi em thả, ví dụ có các game thả 1, 2, 3, 4, 5 tạ chê, thì sau khi thả xuống bát ấy, thì là anh em tính game được luôn. Đấy, tính ví dụ là 100 chai rượu cho 100 con cá đầu tiên. Thì Thảo Nguyên đã làm những game như thế rồi, 3, 40 chai, 20 chai là rất bình thường. À, lên bên này là có cá chê thì gọi là hồ game. Còn bên này không có cá chê, nó không quấn ổ, nó không phá ổ ấy, để cho anh em săn hàng thì em gọi như thế cho nó dễ thôi. Còn hai hồ ngoài cá chê ra thì cá xuống ngang nhau, như nhau. Và giá cũng như nhau, tất cả đều như nhau. Và anh em đang săn ở hồ này xong sang hồ khác cũng được, không quan trọng, cả hai hồ thì đều có thể săn giống nhau được, giá giống nhau. Cho nên mình bị rối hay bị gì ấy? Đất à? Đấy, đồ nghề của anh em rất đảm bảo luôn, gần như là rất chuyên nghiệp. À đúng rồi, vừa mình bong một con đây nhỉ, vừa xong. Đấy, anh em ghế săn hàng ô dù Thảo Nguyên bố trí. Đấy. À thẻ đỏ là như thế nào và thẻ vàng như nào? Thẻ đỏ thì đương nhiên là các hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và thẻ đỏ một lỗi của anh em nữa, nhưng mà giờ chắc ít rồi, không có đâu. Thẻ đỏ là anh em đánh bị sai luật ở đây, ví dụ anh em đánh cần lục ở hồ đài này, đánh ba tiêu ở trên hồ đài này. Đấy. Và buổi tối, buổi đêm ấy là anh em đánh không đúng luật, vì đánh lưỡi sốc này chạy khắp hồ để săn cá này. Không, bình thường là Thảo Nguyên cứ ngồi một chỗ anh em đánh thoải mái, cá có lội vào tận nơi hoặc cá, tóm lại là anh em đánh tại chỗ thì anh kiểu gì cũng được, đánh sốc được. Nhưng mà
Lỗi này thì đã có một anh bị thẻ đỏ, chính là lỗi này đây. Trong một buổi đêm là anh ấy cầm cần chạy gần như đánh khắp hồ. Đấy. Và cũng bị anh em khác ý kiến bức xúc. Đấy, nhưng mà anh này thẻ đỏ thì từ trong năm cơ. Đấy, có một anh rồi, còn 7 thẻ vàng đấy là anh em nói tục chỉ bậy. Đấy, nên là nhiều lúc thói quen của anh em thôi. Đấy, nên là Thảo Nguyên đã nhắn tin riêng rồi và anh em thẻ vàng không được câu, nhưng anh em vẫn đến cà phê bình thường. Rất là vui. Không vấn đề gì cả. Và trong lỗi thẻ vàng là lỗi cái như là người thân, đặc biệt là vợ của các anh mà điện mà không nghe máy chẳng hạn. Lấy lý do đấy, cố tình thì mà để các chị điện đến hotline của Thảo Nguyên tìm hộ anh A, anh B đấy, số điện thoại như này thì chắc chắn là bây giờ Thảo Nguyên đã cập nhật số hóa rồi. Đó, chỉ cần hỏi là ví dụ như là tình huống xảy ra là chị điện cho anh em không được, thế chị điện vào hotline của Thảo Nguyên bảo là số điện thoại 1245 này, thế Thảo Nguyên check luôn, thế là ra được anh bị mã số 115 chẳng hạn. Đấy, thì kiểm tra luôn là trong này hôm nay có 115 ở hồ không, có thì chắc chắn là Thảo Nguyên sẽ nhắn nhỏ đấy, gửi lời của các chị đến anh em và sẽ áp dụng thẻ vàng luôn. Thông tin ngay, bởi vì cái này nó cũng chủ yếu là thực hiện theo cái là cái luật chung thôi. Các cái hồ ở đây bị anh em đánh bắt tiêu ở đây không được này, đánh lục ở đây là không được này, thì ai cũng biết việc đấy rồi, nhưng Thảo Nguyên cũng đã áp cái nội dung đấy. Ok, em xin chào anh em nhé. So với Quảng Ngãi thì giá quá mèo, quá mềm quá. Ok anh. Okay, xin chào anh, giờ thấy mưa dày hơn đấy. Ua cá, ua cá của anh em để đây. Quậy ghê. Ua. Con này là con không gì mất. Con này là con à, con chấm trắng. Chắc với anh em thả đây. Xin chào các anh. Anh Sự Lương, anh Văn Kỳ Nguyễn, anh Sơn Bè, anh Đỗ Văn Khương. Chính là anh. Em Linh đâu anh trai? Trời, hỏi thăm các anh cần thủ đây xem tình hình mưa gió dạnh như nào, hỏi em Linh. Đây, em Linh kia. Đây không khí buổi tối đây. Em Thảo chủ hồ. Phụ trách chính đang đây là có các bạn nhỏ cũng nhà em Thảo luôn, em Linh ở đây nói này, em Linh không nghe thấy đâu em Linh. Ok đấy, để cho anh nhìn thấy em Linh. Cứ hỏi em Linh vậy. Anh Văn Linh Phung uy tín thằng bên này qua, xin cảm ơn anh. Anh ra các lượng hôm nay gần nhà thì vui. Ok anh nhé. Ví dụ đây là một cái đường của anh em đường vào, toàn bộ cũng bê tông hết xe, các anh để cũng sạch sẽ luôn, toàn bộ nói vào là bê tông. Anh em mới đi xung quanh này, cỏ xung quanh hết cái nhà này, chỗ trung tâm điều hành đây, nên là rất sạch sẽ, không thấy anh em nhìn không thấy bùn đất gì cả, rất là sạch sẽ. Nó đổ xe cũng vào đến tận bê tông luôn và đi xung quanh hồ toàn bộ bê tông. Thảo Nguyên đã hoàn thiện bê tông trong năm rồi, 100% đi vùng quanh hồ là bê tông hết. Thế là những ngày mưa như này thì anh em không phải lo, đi sạch sẽ luôn. Vừa bên kia thấy toàn anh em có giày trắng rồi. Đấy, bên này dép trắng như điên cũ. Đảm bảo luôn đó. Kiểu này đam mê em Linh hơn lên hồ săn cá rồi anh ơi. Ok anh em, kiểu gì cũng được. Chúc anh em lên cá vui vẻ. Quá đảm bảo luôn đó. Đấy, nhìn giày trắng lõn luôn, nhìn thích luôn, không bị bẩn đấy, em bảo rồi, quảng cáo anh em review PR hệ thống bê tông xung quanh hồ luôn sạch sẽ. Ok em xin kết thúc live đấy nhá, hẹn anh em vào pha lên cá tiếp. Vừa lấy ba anh cùng giật cùng báo luôn, ra live cá thì được mỗi con chằm trắng, còn lại mấy con kia bị hết rồi, bong hết rồi. À đây, đây là view của khung tâm trung tâm, à, chỗ trung tâm trong này thì anh em đến ấy thì đi cổng vào là chỗ con ô tô trắng của em đây. Anh em vào xong là sẽ đăng ký nội dung ở cái nhà trung tâm điều hành này. Ở trong này thì có hệ thống đây, cây nước tự động rồi. Anh em mua 24/7 ở cây nước này. Cây nước này thì có bán thuốc, nước, bánh mì, mì tôm, nó cũng đủ cho anh em được. Đấy, và trong kia là khu nghỉ ngơi ăn uống của anh em.
này, trên tầng 2 này. Em có lên tầng 2. Khu trên tầng này thì anh em có thể lên đây cà phê, ngủ nghỉ trên này thoải mái. Trên sàn này, trên sàn tầng 2 này. Xin chào anh Tuấn Phụ Đức. Theo dõi Hồ cũng lâu rồi mà tiếc mình ở xa quá. Vâng, xin cảm ơn các anh. Hy vọng là trong thời gian tới thì trong thời gian tới thằng Nguyên sẽ được phục vụ các anh. Anh Nguyễn Đức Trung, Hồ giờ còn rượu không em? Hồ tạm thời đếm giờ là đã trao 21 chai cho các anh rồi. Và tạm khép lại chương trình rượu. Và hẹn anh em vào trong ngày mai thằng Nguyên lại tiếp tục 20 chai rượu. Và ngày mai thằng Nguyên sẽ thả được 2 tạ chép nữa. Ngày mai vẫn là chép các anh nhé. Anh em săn thoải mái luôn. Câu được cá có còn được rượu không em? À, hiện tại thì hết rồi nhỉ. Hiện tại thì 21 chai rượu đã được gửi đến anh em rồi. Ok, em xin kết thúc live các anh nhé. Xung quanh thì các anh vẫn săn cá bình thường này. Vì là thời tiết nó vẫn mưa. Nhưng mà Thảo Nguyên bố trí cho anh em đầy đủ hệ thống ánh sáng đảm bảo hết rồi. Đây là còn chưa chạy hết công suất. Vì anh em một số góc bên kia em ý kiến hạ xuống thì thằng Nguyên hạ đi. Ok, em xin chào anh em. Lát nữa các pha lên cá em lại tiếp tục truyền đến cho anh em. Không khí hiện tại của thằng Nguyên.